Cho đến thời điểm này, dấu hiệu vi phạm pháp luật từ nhỏ đến lớn của dự án Tam Đảo 2 như thiếu giấy phép xây dựng vẫn ngang nhiên khởi công dự án, đến những chuyện trầm trọng như mạo danh ý kiến chữ ký trong biên bản tham vấn cộng đồng khi làm bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được báo Phụ Nữ đăng tải. Ở số này, chúng tôi xin bắt đầu với những mâu thuẫn hết sức khó hiểu của những văn bản của các bộ ngành liên quan đến quá trình phê duyệt dự án. Cùng một sự việc, cùng một địa danh, cùng một nội dung mà Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường lại có hai cách đánh giá và quan điểm trái ngược nhau. Mặc dù hai quan điểm này đều viện dẫn từ các văn bản do Chính phủ ban hành và cả hai văn bản của hai bộ này đều được ký ngày 9 tháng 2 năm 2015. Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu dự án Tam Đảo 2, Bến Tắm, Thác 75 chưa nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc. Quan điểm này được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy căn cứ từ nghị quyết số 38 của Chính phủ ký ngày 28 tháng 3 năm 2013 và sau đó đề nghị ra soát lại tính cần thiết thực hiện dự án. Bộ Xây dựng lại nêu dự án này thuộc danh mục trong quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, căn cứ dựa trên quyết định số 201 được Chính phủ ký ngày 22 tháng 1 năm 2013. Sau đó, Bộ Xây dựng lại đề nghị thực hiện dự án. Xin lưu ý, hai văn bản của Chính phủ được hai bộ này viện dẫn để nêu ra hai quan điểm trái ngược nhau đều được ban hành trong quý 1 năm 2013. Chỉ 3 ngày sau, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 935 đặt câu hỏi rất rõ. Trong dự án này, tổng diện tích đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất là 27,03 ha, nhưng diện tích đất làm giao thông kết nối các hạng mục với nhau lại là 98,2 ha. Đấy là chưa kể những hạng mục khác. Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị làm rõ những diện tích của các hạng mục xung quanh dự án có thuộc diện tích phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay không. Cho đến nay, trong toàn bộ những văn bản mà chúng tôi tiếp cận được liên quan đến dự án Tam Đảo 2 thì chưa có văn bản nào phúc đáp thắc mắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phần diện tích dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nêu trong công văn số 6548 ký ngày 30 tháng 10 năm 2014 nêu rõ khu Bến Tắm diện tích thuê môi trường rừng là 100,5 ha thuộc phân khu phục hồi sinh thái, khu Tam Đảo 2 diện tích thuê môi trường rừng đặc dụng là 300,5 ha, diện tích giao thông kết nối là 98,2 ha. Chỉ nhìn cách nêu về số liệu của các hạng mục nằm trong dự án giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thấy những cách hiểu rất khác nhau. Và đây cũng chính là thắc mắc lớn của dư luận, đó là căn cứ vào đâu để mặc nhiên coi dự án dưới 5 ha để lách luật, không phải trình ra trước Quốc hội. Khi được hỏi về nội dung trên, những chuyên gia xây dựng dự án đầy kinh nghiệm đã hỏi ngược lại, có dự án nào dưới 50 ha mà đường vào lại gần 100 ha không? Đấy là chưa tính đến những hạng mục vệ tinh có diện tích lên đến xấp xỉ 500 ha. Bỏ qua tất cả các dấu hiệu vi phạm pháp luật rất rõ ràng của dự án Tam Đảo 2, chúng tôi sẽ trình bày khái quát toàn bộ về dự án này theo cách hiểu thông thường nhất, đơn giản nhất. Và sau đó, chúng tôi sẽ sơ lược đánh giá những công trình dự án mà chủ đầu tư của dự án Tam Đảo 2 là tập đoàn Sun Group đã thực hiện theo phương châm đơn giản, dễ hiểu. Đây là bản đồ dãy núi Tam Đảo đã được quy hoạch đến năm 2020. Toàn bộ màu xanh là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng Tam Đảo. Theo luật là nghiêm cấm xây dựng mọi công trình trừ các công trình an ninh quốc phòng. Phần màu da cam là phân khu phục hồi sinh thái, cũng cấm xây dựng các công trình. Trong vòng màu trắng chính là thị trấn du lịch Tam Đảo hay còn gọi là Tam Đảo 1. Trong vòng tròn màu đỏ sẽ là khu du lịch cao cấp với nhiều hạng mục công trình, nó chính là dự án Tam Đảo 2 của tập đoàn Sun Group. Nếu như toàn bộ diện tích của thị trấn Tam Đảo 1 hiện nay chỉ có 214,85 ha, thì tổng diện tích của dự án Tam Đảo 2 là xấp xỉ 400 ha, tức là rộng gần gấp đôi toàn bộ thị trấn Tam Đảo hiện nay. Chúng tôi muốn nêu lên sự so sánh này để dễ hình dung nhất về dự án Tam Đảo 2. Khi đọc các danh sách các hạng mục của dự án, chúng tôi thấy có khoảng 50 hạng mục như khu shop house, biệt thự 4 tầng, tòa nhà điểm nhấn cao 9 tầng, khách sạn nghỉ dưỡng được phân cấp từ 4 sao, 5 sao, 6 sao, có rạp hát ngoài trời, rạp hát mái che, phòng chiếu phim hiện đại 3D, khu mua sắm lưu niệm ăn uống, công viên nước. Và chúng tôi còn thấy họ dành ra hơn 2 hectare để làm khu cắm trại, dựng lều, sinh hoạt cộng đồng, đồ nướng BBQ. Và đặc biệt, một hạng mục có cái tên mà khi đọc lên, người bình thường sẽ không thể nào hiểu được. Tại sao trò chơi này lại được họ mang lên tận đỉnh núi cao hàng ngàn mét để chơi? Hạng mục đó là trường đua xe tốc độ cao. Mở rộng ra những công trình của tập đoàn Sun Group đã và đang triển khai ở nhiều địa phương, chúng tôi xin cung cấp thêm một số thông tin mà chúng tôi có được.
Đây là hình ảnh chụp vệ tinh của khu du lịch Bãi Cháy Quảng Ninh năm 2013. Đường vạch đỏ chính là đường Bãi Cháy chạy sát bờ biển từ lâu đời. Đến năm 2014, tập đoàn Sun Group đã bắt đầu xây dựng những đại công trình bám sát vào con đường Bãi Cháy này. Đây là hình ảnh cũng chụp từ vệ tinh Bãi Cháy sau 5 năm Sun Group triển khai các dự án. Toàn bộ khu lấn biển trong vạch đỏ mà chúng tôi đã khoanh với chiều dài lấn ra biển khoảng 1 km, còn chiều bám theo đường Bãi Cháy nhiều km. Đặc biệt, xin lưu ý, đến tận tháng 9 năm 2019, tỉnh Quảng Ninh mới được phê duyệt quy hoạch có giải đất lấn biển này. Như vậy, tập đoàn Sun Group đã xây một đại công trình lấn ra biển hàng km với chiều dài nhiều km trước khi có phê duyệt quy hoạch nhiều năm. Chuyển sang một đại dự án khác của tập đoàn Sun Group tại Vân Đồn, Quảng Ninh, chúng tôi không cần thiết phải nhắc đến những ngổn ngang, cây sới gây rất nhiều dư luận xấu đối với đại dự án này. Đơn cử một vài chi tiết như cánh rừng ngập mặn hơn 20 hectare thuộc loại rừng phòng hộ chắn sóng cực kỳ quan trọng thuộc hai xã Bình Dân và Đoàn Kết đã bị một con đường chở đất của Sun cản trở dòng hải lưu gây chết toàn bộ. Cây rừng hiện đang được người dân hai xã Bình Dân và Đoàn Kết khai thác làm củi. Và nguy hiểm nhất là Sun Group đang bắt đầu triển khai thêm khu phức hợp thương mại cao cấp bán đảo Cổng Chào. Đây là một vùng biển đặc thù mà hàng ngàn hộ dân đang sống bằng nghề khai thác xá sùng từ nhiều đời nay. Dự án bán đảo Cổng Chào này sẽ phải dùng hàng trăm triệu mét khối đất đá bê tông để san lấp. Nó sẽ xóa sổ bãi biển bán đảo Cổng Chào và lập nên một khu đô thị phức hợp hạng sang với diện tích là 726 hectare. Để dễ hiểu về con số 726 hectare này, chúng tôi chỉ xin so sánh với diện tích của công quốc Monaco ở châu Âu thì nó rộng gấp gần 4 lần. Và cái diện tích rộng gần 4 lần một quốc gia ấy được chúng tôi khoanh trên bản đồ vệ tinh này. Và đây là hình ảnh thực tế chúng tôi có được tại bãi biển bán đảo Cổng Chào. Nếu dự án này hoàn thành, những hòn đảo nhỏ ở phía rất xa kia sẽ nhập vào bờ và hàng ngàn hộ dân nơi đây sẽ mất biển, mất kế sinh nhai lâu đời. Người ta nói, tàn phá môi trường là hủy diệt tương lai, trút giận dữ sang những thế hệ sau. Nhưng bằng những hiện tượng giận dữ của thiên nhiên trong những năm gần đây cho thấy hậu quả không cần phải chờ lâu đến như thế. Thiên nhiên đã đáp trả ngay lập tức. Chưa bao giờ những tỉnh vùng cao như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La chỉ sau một cơn mưa lớn cả thành phố đã chìm trong biển nước. Ở Thái Nguyên, nước lụt khiến những chiếc ô tô đỗ ngoài đường chìm nghỉm. Chính ngay ở Quảng Ninh, những năm gần đây đã liên tiếp phải hứng chịu những trận lụt chưa hề có trong lịch sử. Lạ hơn nữa, Phú Quốc là hòn đảo nằm giữa biển khơi, bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập lụt trên diện rộng, khiến những người dân bản địa ngỡ ngàng. Từ bao đời nay, chưa bao giờ có hiện tượng phải sơ tán hàng ngàn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm để tránh ngập lụt. Trên đây, chúng tôi đã nêu hình ảnh và tư liệu về sự xâm chiếm của những đại công trình. Nó đã làm xóa sổ nhiều cánh rừng và làm mất đi nhiều vùng biển lớn. Nó phá vỡ sự ổn định của những con người sống bằng nghề truyền thống lâu đời. Nhưng điều chúng tôi nói đến không phải chỉ là thiệt hại về kinh tế, mà hệ lụy của những hành động nói trên còn dẫn đến những cơn giận dữ của thiên nhiên mang đến sự chết chóc, đau thương và mất mát. Cụ thể, trong hội nghị tổng kết phòng chống thiên tai và cứu nạn năm 2018, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khẳng định thiên tai đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo. Tổng kết số liệu năm 2018, số người thiệt mạng và mất tích là 224 người. Dù đã muộn, nhưng xin hãy dừng lại.